Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự tối nay. Hoạt động hòa giải, cách thức tốt đẹp được lựa chọn để giải quyết xích mích giữa các cá nhân gia đình trong cộng đồng dân cư. Huyện Tiên Lãng hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đại hội lần thứ 28 đề ra, sẵn sàng bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Các doanh nghiệp chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực vượt khó nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, hoạt động hòa giải đã tồn tại từ lâu trong đời sống xã hội là cách thức tốt đẹp được lựa chọn để giải quyết xích mích giữa các cá nhân gia đình trong cộng đồng dân cư. Hơn 20 năm qua, với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngành tư pháp, chính quyền các địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã đạt được những kết quả đáng khích lệ với tỷ lệ 80,6% hòa giải thành công, mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc, không chỉ hàn gắn những xích mích mâu thuẫn phát sinh mà còn tăng cường sự hiểu biết, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, thắt chặt tình cảm, giảm bớt gánh nặng cho chính quyền cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đó là do sự phối hợp nhịp nhàng giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngành tư pháp, tòa án nhân dân, các cơ quan, tổ chức với chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, cùng với việc quan tâm xây dựng, động viên đội ngũ hòa giải viên có uy tín, kiến thức, kinh nghiệm, nhiệt tình tham gia công tác hòa giải có hiệu quả. Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, muốn hòa giải có hiệu quả, cần phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, người tiêu biểu, có uy tín ở cộng đồng, cần nắm chắc luật pháp, đặc biệt trong phân công phải rõ vai, đúng người, đúng việc. Trong hòa giải, phải kiên trì, nắm được tâm tư, nguyện vọng vận dụng vào từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, lưu ý các cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về hoạt động hòa giải cơ sở, quan tâm bảo đảm kinh phí điều kiện cần thiết, bảo đảm cho hoạt động của tổ chức hòa giải và hòa giải viên. Chiều nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương và tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về giải pháp vận động người dân không xả rác và thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả đạt được của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong 6 tháng đầu năm. Bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của 5 thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, chủ động xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về giải pháp vận động người dân không xả rác và thực hiện phân loại rác tại nguồn được đưa ra thảo luận tại hội nghị hôm nay mang ý nghĩa vô cùng thiết thực nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân. Trong đó, 5 thành phố trực thuộc Trung ương phải đi đầu trong thực hiện mô hình kiểu mẫu để các địa phương tham khảo, học tập và nhân rộng. Trong 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, tích cực tham gia giám sát việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc năm 2020
kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, tập trung cho công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả các chương trình giám sát chuyên đề và phản biện xã hội. Dự và chỉ đạo tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố diễn ra vào chiều nay, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị toàn ngành phải nỗ lực đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo chỉ đạo, tham mưu thực hiện, tạo sự phát triển bứt phá, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam biểu dương những thành tích mà Sở Lao động Thương binh và Xã hội đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động phải nỗ lực đổi mới mạnh mẽ trong tác phong công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, giải quyết chế độ chính sách cho người tham gia kháng chiến, nhiễm chất độc hóa học, đổi mới phong trào thi đua đi vào thực chất, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, động viên khen thưởng đúng người đúng việc, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các phong trào thi đua, tập trung thực hiện chủ trương của thành phố, đầu tư cho an sinh phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế. Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành lao động, thương binh và xã hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị với nhiều hình thức thi đua phong phú hấp dẫn, tạo việc làm, hỗ trợ thị trường lao động phát triển ổn định, quản lý lao động là người nước ngoài đi vào nề nếp, thực hiện kịp thời chính sách ưu đãi đối với người có công, tập trung giải quyết hồ sơ, xác nhận, công nhận, chăm lo cải thiện đời sống cho người có công. Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục phát triển, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo thành phố giao. Chiều nay, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố thẩm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết về điều chỉnh giảm mức thu nộp một số loại phí lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và dự thảo nghị quyết về thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa trên địa bàn thành phố trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng dự có đại diện các sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết về điều chỉnh giảm mức thu nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 là đề xuất điều chỉnh giảm mức thu nộp phí đối với 6 loại phí và 3 loại lệ phí trên địa bàn. Thời gian điều chỉnh giảm từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2020. Trong đó, đối với phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng, điều chỉnh giảm 30% mức thu phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan là hàng lỏng, hàng rời. Giảm 12,5% mức thu phí đối với hàng nhập khẩu là hàng lỏng, hàng rời. Giảm 8% mức thu phí đối với hàng xuất nhập khẩu bằng container. Đề xuất điều chỉnh giảm 50% một số mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Cát Hải. Các loại phí lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường điều chỉnh giảm 20% đối với 4 loại phí và 1 loại lệ phí. Lệ phí đăng ký kinh doanh điều chỉnh giảm 100%. Lệ phí cấp phép xây dựng điều chỉnh giảm 50%. Việc điều chỉnh giảm mức thu phí lệ phí nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thu nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, tỷ lệ phần trăm xác định số tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa với mức thu tính bằng 100% giá của các loại đất trồng lúa theo bảng giá đất. Dự thảo này được thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định, đủ điều kiện trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Nhà tiếp tục đổi mới nội dung phương thức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị địa phương trong điều hành tổ chức, triển khai nhiệm vụ nên công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng hệ thống tuyên giáo thành phố chủ động tham mưu với Thành ủy và các cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác tuyên giáo, khoa giáo đạt kết quả tích cực. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tham mưu tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, thực hiện hiệu quả công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, ngành tuyên giáo thành phố phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung công tác thông tin tuyên truyền báo chí một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần phục vụ tốt công tác định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn. 6 tháng cuối năm, hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, tập trung triển khai, tham mưu các nội dung công tác Đại hội Đảng bộ các cấp,
tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Trung ương và thành phố. Tiếp tục thực hiện chuyên đề năm 2020, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động tham mưu, chủ trì tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng. Một nhiệm kỳ đã trôi qua, nhìn lại một chặng đường 5 năm với nhiều khó khăn thử thách, nhưng với quyết tâm và nỗ lực của cán bộ, đảng viên và người lao động trong cộng đồng doanh nghiệp, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 2 đề ra. Những kết quả đạt được cùng những bài học kinh nghiệm được chỉ ra chính là tiền đề giúp Đảng ủy khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, tổ chức đoàn thể ở các doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy khối tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở nâng cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển doanh nghiệp. Bằng các giải pháp đổi mới hiệu quả và sáng tạo, các doanh nghiệp trong khối đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, cung ứng một khối lượng lớn sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, tạo nguồn thu ngân sách, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt chính sách tiền lương tiền thưởng, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho gần 30.000 lao động. Tổng doanh thu ước đạt gần 98.000 tỷ đồng, bình quân tăng 13,5% một năm. Trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ khối thì đã có nhiều cái đổi mới, đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến cái việc mà cùng đồng hành cùng với doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp trong cái việc mà giải quyết tháo gỡ các cái khó khăn, tạo cái niềm tin của doanh nghiệp, của tổ chức cơ sở đảng cũng như đảng viên đối với cái sự lãnh đạo hoạt động và phối hợp công tác của Đảng bộ khối. Trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì các cái đảng bộ trường các cái doanh nghiệp trong khối cũng ngoài cái phần nộp trực tiếp cho ngân sách thành phố cũng được gần 4.000 tỷ. Đấy là con số cũng rất là đáng ghi nhận. Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và thông chi số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối gặp không ít khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Đến cuối tháng 5, 95 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối đã hoàn thành việc tổ chức đại hội với kết quả thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là điều kiện thuận lợi mà còn là tiền đề quan trọng giúp Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ khối lần thứ 3. Trong đó, đề án nhân sự tại đại hội khóa mới được Đảng ủy khối đặc biệt chú trọng. Công tác nhân sự thì cũng được làm đảm bảo theo đúng quy định và quy trình. Thì năm nay cũng có một cái điểm mới là riêng về cái đề án nhân sự là có một bước là dự thảo đề án, xong rồi trình xin ý kiến của Thường trực Thành ủy cho ý kiến về chủ trương. Thì sau đó thì chúng tôi đã thực hiện quy trình nhân sự và làm cái đề án chính thức và báo cáo để xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, và chúng tôi cũng đã được Ban Thường vụ Thành ủy duyệt về cái đề án đại hội từ tất cả các nội dung liên quan để chúng tôi tiến hành đại hội. Cùng với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị được Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày 16 và 17 tháng 7 tới. Chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23. Những ngày này, các địa phương đơn vị trên địa bàn quận Ngô Quyền đang tích cực tổ chức thực hiện nhiều công trình phần việc, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân trước sự kiện chính trị quan trọng của quận. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trung tâm hành chính chính trị quận tại phường Đông Khê được tích cực triển khai. Gần 10.000 m2 đất phục vụ dự án đã và đang được giải phóng để bàn giao cho ban quản lý. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Trên chủ trương của quận mà lấy về làm quận thì chúng tôi chấp hành để bàn giao mặt bằng cho quận để làm được cho nó nhanh chóng tốt đẹp. Gia đình tôi, con cháu tôi thì được hưởng. Cùng với công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án cải thiện diện mạo đô thị, việc xây dựng một môi trường sống xanh cũng được các địa phương chú trọng quan tâm, góp phần xây dựng không gian đô thị xanh sạch đẹp. Ngõ phố được quan tâm chỉnh trang đã làm đời sống của người dân được nâng lên. Từ đây, các phong trào làm sạch ngõ phố, xóa quảng cáo, giao vặt vi phạm trên bờ tường, gốc cây, cột điện thu hút được đông đảo người dân tham gia.
Trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì được sự quan tâm của các cấp đấy thì đời sống của bà con trong ngõ sách chúng tôi là được nâng lên rất là lớn, ngõ xóm sạch sẽ, bà con rất phấn khởi. Chúng tôi rất là kỳ vọng trong cái nhiệm kỳ tới là quận ủy sẽ có nhiều cái quyết sách hơn để đời sống bà con sẽ được tốt hơn. Cùng với sự hỗ trợ theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, công tác an sinh xã hội được các địa phương đặc biệt quan tâm. Theo đó, các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo được hỗ trợ xây sửa nhà ở, tặng quà nhân các dịp lễ Tết tri ân, tạo điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Sau khi có cái chủ trương này, kế hoạch này thì phường rất là có cái chủ động và rất tích cực, rất năng động và cũng giao cho tổ để giúp kinh phí để xây cho nhà bà Trần Thị Thế này một cái ngôi nhà để cho nó ăn ở và sinh hoạt cho nó thuận tiện, tạo điều kiện cho các cháu học hành cho nó tiến bộ. Với những kết quả đạt được, người dân quận Ngô Quyền càng thêm tin tưởng về một cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn trong thời gian tới. Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tiên Lãng phát huy những yếu tố thuận lợi, nhất là truyền thống đoàn kết, nhất trí và quyết tâm chính trị cao, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, giành những thành tựu toàn diện về kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Huyện đã hoàn thành đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết đại hội, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn năm 2020 ước đạt 11.250 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 12% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng một người một năm. Cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương vui mừng phấn khởi trước những đổi thay rõ nét, bộ mặt nông thôn đổi mới, khởi sắc. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ ta là tập trung vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thì nhiệm vụ chủ yếu là phải tập trung phát triển được kinh tế. Vào đầu những năm 2000 thì tỷ trọng nông nghiệp của chúng ta còn trên 70%. Đến nay là tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn có 32% và công nghiệp dịch vụ thì đã tăng lên đáng kể. Nên đây là một sự phát triển đúng hướng và phù hợp với cái xu thế phát triển chung. Với hàng nghìn tỷ đồng được đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đã góp phần giúp huyện thu hút hàng trăm doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện qua các năm đều vượt chỉ tiêu pháp lệnh được giao, bình quân đạt 142 tỷ đồng một năm, tăng trưởng 13,2% một năm. Trong 5 năm, huyện huy động hơn 1.900 tỷ đồng, tiếp nhận 95.000 tấn xi măng do thành phố công trợ, cùng với nguồn vốn đầu tư của huyện và sự tự nguyện đóng góp công sức của nhân dân. Toàn huyện tổ chức thi công được hơn 1.000 km đường giao thông thôn xóm và đường giao thông nội đồng. Nhân dân tự nguyện hiến 500 hectare đất, phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng. Đến hết năm 2019, 100% các xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến trong năm nay, xã Kiến Thiết và 5 thôn thuộc các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi ấy là có ý thức được rằng đối với việc mà xây dựng khi kiến thiết về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu thì sẽ tạo lên cái diện mạo về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và đời sống của nhân dân sẽ ngày càng ấy là phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho kiến thiết trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Tiên Lãng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Những kết quả của nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2020-2025 bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm, giúp đỡ của thành phố với khát vọng vươn lên và quyết tâm chính trị cao, Tiên Lãng sẽ tập trung mọi nguồn lực đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sẽ tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng với sự ủng hộ to lớn của nhân dân. Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29 nhiệm kỳ
2020-2025 đã đề ra. Với truyền thống đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sự chủ động khai thác những thuận lợi, thời cơ, tiềm năng sẵn có, đồng thời nỗ lực vượt qua khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Tiên Lãng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp, phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, các doanh nghiệp chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực vượt khó nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng trong những tháng cuối năm, tạo thu nhập và việc làm cho người lao động. Sau thời gian ngắn về cơ sở, đội ngũ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã của huyện An Dương đạt nhiều kết quả nổi bật. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết hoạt động của các doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực vượt khó nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng trong những tháng cuối năm, tạo thu nhập và việc làm cho người lao động. Là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước mắm nổi tiếng của huyện đảo Cát Hải, trước những tác động của dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Hải gặp không ít khó khăn. Có thời điểm, doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ việc luân phiên hoặc nghỉ việc hoàn toàn với những lao động thời vụ. Ngay sau khi dịch được kiểm soát, hoạt động sản xuất trở lại như bình thường, công ty đã nhanh chóng bắt nhịp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường mới, thu mua nguyên liệu, bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh. Công ty sau COVID-19 đã tập trung vào đầu tư hàng loạt các cái công nghệ mới. Ví dụ cái công nghệ hiện nay mà tách muối chân không, hiện nay thì giảm bớt cái lượng muối đi và tăng cái độ đạm lên, vẫn giữ nguyên được cái hương vị truyền thống mà nó đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và cái sản phẩm ra có chất lượng để người tiêu dùng. Cái thứ hai nữa là hiện nay thì càng ngày càng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì chúng tôi đã đầu tư các cái máy đánh đảo để làm sao hỗ trợ cho công nhân lao động, tăng năng suất lao động. Cái máy này nó rất phát huy tác dụng. Thứ nhất là cái kho xưởng nó nhanh chín, nhanh nát. Hai nữa là giảm, nó tăng năng suất rất nhiều lần so với lao động truyền thống. Thì nó, cái máy đó thì nó vẫn giữ nguyên được cái đánh đảo truyền thống. Hôm nay chúng tôi đã quyết tâm thành lập một cái bộ phận thị trường chuyên làm công tác thị trường để làm sao tuyên truyền cái sản phẩm nước mắm của thành phố mình tới tất cả các người tiêu dùng trên toàn quốc. Không chỉ với công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Hải, dịch COVID-19 cũng đã tác động mạnh tới hầu hết các ngành lĩnh vực kinh tế, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn. Tuy nhiên, ngay khi dịch được kiểm soát, các doanh nghiệp đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện cơ cấu lại bộ máy hoạt động, tiết giảm những chi phí không cần thiết, nỗ lực để khôi phục lại hoạt động sản xuất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng của năm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi thực hiện giãn cách xã hội, hàng hóa bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động. Trong 6 tháng cuối năm, chúng tôi tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã đặt ra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020. Đơn vị là chuyên đi xây dựng sản xuất cho các đơn vị nước ngoài. Thì trong quá trình dịch thì bản thân chuyên gia cũng không sang được. Sau đó thì những cái nguồn nguyên vật liệu họ nhập về hoặc xuất đi cũng không được, dẫn đến là một số công trình cũng bị đình trệ. Đình trệ thì nó dẫn đến là không làm cho người ta được thì người ta sẽ dẫn đến nợ động, dẫn đến là cái nguồn tài chính rất là khó khăn cho doanh nghiệp. Để khắc phục thì doanh nghiệp cũng lại phải tinh giản bộ máy, bố trí những cái gì nó hợp lý hơn để làm sao mà duy trì qua những cái tình hình khủng hoảng hiện nay. Thời điểm này trong nước dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, nhưng ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, dịch vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Dự báo nền kinh tế sẽ còn nhiều biến động. Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các gói hỗ trợ, chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, xác định cơ hội và thách thức để đưa ra giải pháp tận dụng, biến thách thức thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy quá trình đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại, sức cạnh tranh và khả năng chống chịu, tính tự chủ của nền kinh tế, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp bứt phá và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, được cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ủng hộ, sau thời gian ngắn về cơ sở, đội ngũ công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã của huyện An Dương đạt nhiều kết quả nổi bật. Không chỉ làm tốt công tác tiếp nhận giải quyết các vụ việc tại cơ sở, khi về xã, đội ngũ công an chính quy còn có điều kiện tìm hiểu phong tục tập quán, nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân để tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương có giải pháp tháo gỡ.
Trước đây, xã Lê Thiện được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự của huyện An Dương. Thực hiện đề án của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Tháng 12 năm ngoái, Công an thành phố đã quyết định điều động lực lượng công an được đào tạo chính quy về địa phương. Hiện Công an xã Lê Thiện có 13 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 5 cán bộ công an chính quy. Nhiệm vụ đầu tiên là nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ công an viên bằng cách cầm tay chỉ việc, tăng cường bám sát cơ sở để nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống phức tạp ngay từ lúc mới nảy sinh. Chúng tôi đang thực hiện cái đề án dữ liệu quốc gia về dân cư. Thì hiện tại chúng tôi đã tiến hành rà soát xong và cũng đã xác định được những cái hộ nào, những cái nhân khẩu nào cần phải chỉnh sửa để bổ sung, để kịp thời hoàn thành cái đề án. Chúng tôi cũng đã phối hợp với cả lãnh đạo xã cũng như là các đội đường sắt của công an thành phố là tuyên truyền, nhắc nhở, rồi là dỡ các cái lều quán vi phạm cái hành lang an toàn đường sắt. Còn về công tác phòng chống tội phạm, ngoài công tác lắm tình hình, chúng tôi còn tập trung tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã là xây dựng những chương trình kế hoạch về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy cũng như phòng chống buôn bán người. Thì trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2020 thì không xảy ra trọng án. Tranh thủ sự lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an viên bán chuyên trách, lực lượng công an chính quy được điều động đã nhanh chóng tiếp cận, làm quen với cơ sở, môi trường làm việc mới, để từ đó xây dựng kế hoạch làm việc, phân công bố trí cán bộ phụ trách bám dân ở từng thôn xóm. Với lực lượng chính quy, với những nghiệp vụ của chính quy tinh thông, chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo bài bản thì cũng làm giúp cho cái công tác phòng ngừa và răn đe các đối tượng khi có những suy nghĩ âm mưu và ngăn chặn ngay được từ cơ sở. Với những cái việc mà tăng cường công tác tuần tra đêm cũng như là các nghiệp vụ về chuyên môn của mình, về của lực lượng công an chính quy đã với thẩm quyền cũng như chức năng đã từng bước giúp cho cái ổn định được cái tình an ninh trật tự trên địa bàn xã trong thời gian vừa qua. Với việc đưa công an chính quy về xã, nhiều tồn tại hạn chế được khắc phục. Tình trạng nể nang trong giải quyết công việc đã chấm dứt. Công an xã chủ động giải quyết tình huống, xây dựng phương án đấu tranh với tội phạm hiệu quả, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời rà soát, lập danh sách, răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, những thành phần phức tạp trên địa bàn. Qua đó, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay, huyện Thủy Nguyên có hơn 2.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 6 hội đồng thi với 120 phòng thi. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được huyện Thủy Nguyên chuẩn bị hoàn tất. Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn đúng quy chế, huyện Thủy Nguyên đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi, họp phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên ban chỉ đạo và các ngành địa phương liên quan, xây dựng kế hoạch phương án tổ chức bảo vệ kỳ thi. Ban chỉ đạo kỳ thi cũng đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện rà soát lại cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức cho kỳ thi. Mỗi điểm thi phải có phương án dự phòng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra. Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức ôn tập, củng cố lại kiến thức cho học sinh khối 9, tổ chức các đợt thi thử để học sinh làm quen với các dạng đề thi, hình thức thi, đồng thời thông báo đầy đủ thời gian thi từng môn đến các học sinh và phụ huynh. Bên cạnh đó, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại 6 hội đồng thi. Qua kiểm tra cho thấy, các nhà trường đã tích cực chủ động triển khai bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện tổ chức kỳ thi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đơn vị liên quan, hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ an toàn đề thi, bài thi, chuẩn bị các điều kiện về chăm sóc sức khỏe, bảo đảm nguồn điện, giữ vững thông tin liên lạc, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm sẵn sàng, chu đáo và phục vụ tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thủy Nguyên diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta thì sách đóng vai trò rất quan trọng, là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy thắp sáng nguồn tri thức vô biên. Xác định vai trò của sách trong đời sống tinh thần, trong thời gian qua, quận Hồng Bàng đã dùng diện tích nhà 8 mái trong khuôn viên vườn hoa Kim Đồng để tổ chức nhà thư viện quận Hồng Bàng. Đây là một trong những công trình được quận Hồng Bàng gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hồng Bàng lần thứ 23 sắp tới. Dự án cải tạo vườn hoa Kim Đồng do Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư có quy mô diện tích hơn 14.600 m2
với tổng mức đầu tư hơn 25,5 tỷ đồng. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng là mảnh ghép cuối cùng để thành phố có một trục không gian xanh xuyên suốt, kết nối đồng bộ các công trình giải trung tâm thành phố, điểm vui chơi giải trí cho người dân. Trong khuôn viên dự án cải tạo vườn hoa Kim Đồng, quận đã cải tạo nâng cấp nhà 8 mái là nhà thư viện nhằm tạo cảnh quan không gian với những giá trị về lịch sử, môi trường và bản sắc riêng, hấp dẫn du khách, đồng thời xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. Quận khai trương cái thư viện tại cái vườn hoa Kim Đồng, tôi và mọi người cũng thấy rất là phấn khởi. Bởi vì cái này tuy nó nhỏ nhưng nó kiến trúc độc đáo đặc biệt. Và nó lại nằm ở trên cái vườn hoa Kim Đồng, một cái giải trung tâm thành phố của mình là rất đẹp. Có lẽ cũng nhiều khách vác mai sau này tới đây để đọc hơn. Thì đấy, viện địa điểm thì cũng thấy là rất là phấn khởi và chọn như thế là đúng. Nhà thư viện quận Hồng Bàng có hàng nghìn đầu sách về các lĩnh vực, trong đó tập trung giới thiệu về truyền thống 59 năm thành lập quận và 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Sách tham khảo về chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và thành phố. Chính thức mở cửa từ ngày 6 tháng 7, nhà thư viện quận Hồng Bàng phục vụ nhu cầu đọc sách của nhân dân theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Phục vụ nhân dân thì đọc mà các độc giả đến thì để hoàn toàn miễn phí. Với các đầu sách, với hơn 3.500 đầu sách thì các bác, các độc giả rất là vui. Đối với các độc giả đến với thư viện thì cũng được mượn tất cả các tư liệu, các sách, báo cũng như là truyện để mang về nhà để nghiên cứu, cũng như là các bác độc giả được thưởng thức những cái đầu sách mới. Nhà thư viện quận Hồng Bàng trong khuôn viên giải trung tâm thành phố là một trong nhiều công trình được quận Hồng Bàng gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình sẽ góp phần tích cực tôn vinh các giá trị của sách, đưa văn hóa đọc đến gần hơn với người dân. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C, độ ẩm 85-90%. Phía Bắc thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C, độ ẩm 85-90%. Phía Nam thành phố mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C, độ ẩm 85-90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ C, độ ẩm 80-85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C, độ ẩm 80-85%. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5.